Ôi khát quá, có ai còn nước không? Đây Đây dòng đâu sông, trong phòng ngủ. đây đây tăng dòng sông Ly Việt, đây Đâu đâu? Trời ơi. đây tăng dòng sông Ly Việt. Ê, bọn zombie nó toàn đái ở đây mà. What the? Ôi nước Nó có trong vô cái veo, bài không vậy? Ôi tắm đi, yeah, nhảy. Tắm cho người sạch sẽ đi anh em ơi. Để tắm đây. Người Đâu lên xuống nước mà lên quần không ướt nhỉ? người trên đi bốc mùi rồi đấy. Ôi cái mùi thối quá đi. Thối Sao quá cái cậu nào đẻ. mà tắm được, em tưởng đâu nó lấy tay hai cái xài tay nó xoa 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 với hết hồn. Mát quá. Mà thật. Này lấy hai tay phủi phủi nè, thấy chưa đó, phủi phủi nè đó, thấy chưa, phủi nước phủi nước phủi nước phủi nước phủi nước phủi nước. Ôi ôi Bắn xì nước ôi xì rồi. Như đạn vậy. Chết 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 một con cá, chết con cá rồi. Anh em lấy bắt đi. Cá được bài không? Cá zombie. Ui ôi, thì tế thôi. À, thằng nào còn chai chai nước nào rỗng thì múc nước lên uống ấy, mẹ khát quá. Chiều chiều hoàng hôn chiếu chiếu xuống mặt nước đẹp vãi. Rất Khéo đẹp. quay lại hướng này éo, quay lại sau lưng nó hiệu quéo. Đâu? Nhìn kìa. Ồ, nhìn đẹp Rồi vãi. chiếu Biết người rồi. đẹp vãi. Rất đẹp. Anh chỉnh luôn cà đẹp vãi. Ui, nước nước róc rách róc rách róc rách. Nước Nó trong nách trong nách trong nách, kéo nước trong nách róc rách róc rách, nước trong nách trong nách trong nách. Ê à, trời ơi, không biết bơi. Mẹ Ê, đẻ chết dưới rồi, không biết bơi. Ôi. luôn Ôi chết kìa. rồi. Cứu nó, cứu nó, cứu nó, Cứu 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 cứu. nó. Cứu nó, cứu vô đầu nó. Anh em xuống tìm lên. Ôi ê ê đừng, tao không biết bơi. Ơi. Ơi ơi ơi. Dùng hàng đi, dùng hàng cướp đồ đi. Ôi. Ơi đừng đừng đừng. Hãy rủ lòng từ bi. Vô đây kiếm nạn xuống nhắm dài. Đây cái này phải bọc vòng rồi. À thế. Ui, ướt hết cả người Bọc qua này. cầu, bọc qua cầu. Nước có chảy này, nước có chảy Chúng hết ta sẽ ra lên quần áo này. lên cầu và chụp một mô hình Đúng rồi. làm kỷ niệm. Đúng rồi. Chị Hiếu Béo đứng đây đi, anh đứng trên cầu bên kia lận xa lắm, chụp nó mới đẹp. Vậy. Lấy phong cảnh. Hiếu Béo đứng đây nha, tụi anh qua bên kia cầu đứng chụp hình nha. Thôi, thằng kia đi chụp đi. Tao chụp mãi là chúng mày rồi. Giờ tao sẽ không chụp làm nữa. bô làm bô đặt đặt cái lỏng lỏng Ai bắt được. đầu chụp? Vâng, và chúng tôi đã đến Camp Splinter. Chúng tôi đã gần đến Camp Splinter để kiếm thêm đồ ăn và thức uống. Và tôi giới thiệu với các bạn một game mới của một trong một game được công nhận là di sản game của thế giới. Tôi xin giới thiệu với các bạn game Slender Warzy. Nhân vật chính của chúng ta chỉ có cái đèn pin, hình cái thằng người bên trái và cái bảng chat online. Đây là một game online. Game này nó nói về một thằng, nó nói về rất nhiều thằng. Ơi cái gì ấy? Đang giới thiệu. Đây Hiếu ơi, đang là quay Hiếu ơi, đang game quay này. Hiếu ơi, đang Tao lâu quay quá Hiếu ơi. nhờ. Ok Đang ok. quay Lâu mà chạy mất Game kia. này nó nói về cuộc hành trình đi tìm thằng Slender ở trên một cái hòn đảo. Bộ bốn simi này em. Và chúng ta, vũ khí duy nhất Ơ của chúng ta gì ta? là cái đèn pin. Pin nữa. Nhưng mà Cho em ba lô nè, ba lô nè, ba lô nè. nhưng mà cái đèn pin này nó có một thêm một chức năng so với bản Slender kia, đó là cái đèn pin này có thể đập, để đập Slender. Thằng Slender có thể chết. Ai vừa bắn pin thế? À, biết game luôn thì phải. Tao bắn. Mình Bắn là, pin thế? xin giới thiệu Ở đây bạn, chỉ có anh em mình thôi nha, mình đừng đừng có bắn là tao nữa Hiếu nha, hiểu Béo. chưa? M4 Simi Mình này là em. một nhà viết game. Trên Em cây. M4 Simi trên đây nè. Và đây là sản phẩm đầu tay của mình. Cái đèn pin này nó soi rất là yếu. Ai kia, ai kia? Tao. Soi đèn pin Nó ở đây chỉ có anh em mình thôi. Kêu M4 kêu. Simi, M4 Simi kìa. Kêu kêu, soi đèn pin. Kêu kêu. Cao cao. Cao cao. Kêu Kêu quá. Bắn Xin cái, lỗi các bạn nha, cái AK của mình tới 100 viên. bắn cái đeo ấy. Ông âm à? Kìa zom kìa. Zom thì đeo bắn. Toàn dở hơi dở Tí hồn. đạn Để súng ấy cho em bắn đi. AK của mình có 100 viên với lại hai băng đạn. Đi đường cao đấy.
Kinh vãi. Mặt như dọa dọa nhau vậy. Nó đang dọa đây mà. Đây. Hello Katy. Hello, gì hello, hồi bắn tôi nữa đi. Anh đi nguy hiểm lắm, tôi sợ lên mạng lắm. Tránh xa tao ra. Anh Hiếu là một trong những sát thủ. Anh Hiếu là anh mang dòng máu zombie mà. Bắn người. Đã giới thiệu với các bạn, anh Hiếu là chuyên gia giết đồng đội. Người ta các bạn hát là dòng máu là trong chứ còn anh Hiếu là dòng máu. Anh Hiếu là zombie. Một trong những sát thủ giỏi nhất của Việt Nam tại Server Goji. Và anh Hiếu được đào tạo bởi lão già. Và lão già cũng đã từng giết mình từ trên cây bắn AK xuống tất 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 rớt tất cả các đồ. Ở đó trong riêng anh Hiếu ở trong Daisy anh ấy là một cựu chiến binh cầm bazooka trong, chuyên bắn nổ máy. Trong ai đời anh Candy ơi. Anh hứa trong đời anh chỉ giết một người thôi, anh chỉ giết em một lần thôi, còn bao nhiêu anh giết mấy người kia người một lần hiểu không? Dũng kêu cũng ra từng là nạn nhân. Giờ chúng ta anh đang nhắm bắn con dung, anh đang nhắm bắn con dung mà Dũng kêu nó chạy vô chứ bộ anh đâu có tình đâu. Thằng ba chích vào game ta bị một lần một hút luôn đến giờ không thể trở lại game. Giờ đi đâu anh em? Ai đứng trên lấy anh. Giờ chúng ta sẽ đi đâu anh em? Mở bản đồ lên. Và chúng ta sẽ về Sài Gòn. Nurat à? Nurat xa vậy? Stockholm. Stockholm và về Echo. Và chúng ta sẽ bá đạo Mili. Trời ơi. Chúng ta sẽ làm chủ Mili. Trời ơi. Không có làm sniper làm chủ Mili mà mò méo. Đi, come on. Chúng ta sẽ về Smallville. Hay là chúng ta về Border City đi. Phải. Thôi. Border City và chúng ta về tầm đây. Về Melee hợp lý rồi. Về Melee đi ha. Lâu rồi không về Melee. Melee đi. Tôi nhớ Melee quá. Chúng ta sẽ cùng về Melee. 7 ngày 7 đêm ở trong gốc cây. Chúng ta hãy khám phá xem Melee có cái gì. Giờ chúng ta phải xa lì Melee thì là buồn quá đi. Cái gì thế? Ai có máu không? Anh không có máu, em có máu cho anh hả? Tao không có. Em có máu cho anh hả? Tao không có. Vậy thì kìa đi anh em, chúng ta về Melee. Đây còn cái Bandit. Bandit hả? Anh còn một cái Bandit hả? Không, còn một cái băng đích. Băng đích. Băng đích nghĩa là BSV. Sao tất cả anh em đều có ba lô của đấu BVS, thằng kia mẹ học tiếng Việt như lờ. Học BVS, thằng chả biết cái gì. Học rốt lại còn thích lên tiếng. Nói tiếng Anh gió mà tiếng có tiếng không. Ngay cái tiếng của nó cũng không, nó cũng đâu phải là tiếng Việt đâu. Kenti BVS hay BCS? BVS. Đứa bắt mèo đây dùng vé nào? Đâu có bật đâu, tao đâu có bật đâu. Tao đang để đeo cho đẹp thôi. Tao chơi trong bóng đêm quen rồi. Để em nó tuổi thân. Sáng lắm. Mày không cho nó bật lên mò nó lại bắn tao. Đây Hiếu ơi. Hiếu đâu? Thằng Hiếu nó cầm thôi nghỉ đây. Cầm đây mở mắt mèo lên là để thấy địch chứ không phải mở mèo để thấy đồng đội cho rõ nha. Đây ông thần này. Xong đưa đây để tao đeo cho đẹp. Ở nhà có vẻ như rượu đã tỉnh dần. Ít nói hơn. Candy ơi, hình như là Candy cây cứu vụ nghiếu và đúng không? Có chôn chôn cho vui vậy thôi, cây gì xong rồi thôi. Bạn bè mà thôi. Nó giết nhau một lần đâu phải là giết lần một lần hai đúng không? Thôi Hiếu giết nhau lần nữa đi. Chôn chôn cho nó vui thôi. Thôi Hiếu làm phát nữa đi. Cho Candy nó về. Nó về xếp tung nó lẹ cho rồi, nó chạy nó mệt quá. Đi về Billy em mặt. Billy em mặt. Bây giờ đứng xa đấu súng thì được, đừng đứng gần. Gì vậy? Ủa anh em mình về Melee, anh em mình giờ. Ủa anh em mình có 5 thằng hả? Kiếm thêm thằng nữa, anh em mình về Melee chia thằng 3 thằng bắn CF đi. bên 3 bắn CF đi. Ngã tư tử thần. Được á, leo qua 2 mình nổi bắn xa. Ngã tư tử thần. Được
được cái béo, được cái béo, dựng 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 cái đồ đó được cái béo. Ê, thằng nào đầu tư cho nào sniper đi tao bắn. Thôi bắn AK thôi, đứng xa bắn cười đau bụng thôi. Mình lượm được hai băng, mình đang giữ được, mình đang giữ hai băng đạn 308 và ba khẩu sniper. Phải thật. Thôi mình đi rồi. AK của mình chết rồi. Anh Hiếu đã bị đít. Sao anh không đít? Mày qua mình bị lag luôn. Anh cũng đít luôn. bữa đi review mà bị lộn luôn á. Đi sao sao sao? Nó đông quá mấy nó lộn lên luôn. Tám cái thằng, sau đó thằng nào mà thấy cũng sợ luôn mà ở đây chết hết tám thằng mới vãi. Như bạn thấy bây giờ đang là 22 giờ 41 phút. Bao nhiêu giây đéo biết. Chúng ta đang đi vào ban đêm. Và chúng ta đang chuẩn bị phục kích đứa nào thì mình cũng chả biết. Mà mình cũng không quan tâm. Cái điều quan tâm hiện béo, tại béo, gì? Béo, mày đang coi cái clip mà thằng gì mà nó cái nó anh cái nó giả diễn cái nó dạng như là nó phát thằng quân cun đi. Quân gì vàng này? Quân cun này làm sao? Cái thằng kia phát thằng quân cun quay cái clip lại má cười đau bụng luôn. À rap gì? Ê chô rồi nha. Mình là gì đó. Chô rồi nha anh em. Như các bạn thấy bầu trời ban đêm rất đẹp. Mình đã thấy chỗ rồi anh em ơi. Nhìn cái chỗ này mình lại nhớ đến một người. Emily. Ơ cái tịt mẹ. Liên quan vãi lộn. Ơ vậy hai ông nữa rồi. Đâu? À kìa kìa. Tí nữa mình bắn. Nhà rất đi một mình. Tí nữa mình bắn thì là thôi tránh trang yếu rồi. Về chỗ này rồi lên Emily. Lại xì gà lão già ơi. Gì? Lâu không thấy Linh online nhỉ? Linh dạo này chơi Dota. Linh không ngày xưa nó đâu có đánh ngày xưa nó đâu có đánh Dota đâu. Dạo này nó bỏ game rồi, nó không chơi với anh em mình nữa. Chán vãi. Nó nói là nó giận Phương Béo không ngủ với nó. Vãi. Nó hận tình. Ê, hai ông kêu rồi. Biết rồi à? Về ở chỗ đây. Về nhà ở chỗ tự nhiên đâu về mobile hả? Ta đi ở chỗ qua Mili tự nhiên. Vãi vào. Ta vãi. Đi thì chậm đấy. Dũng chết rồi à? Không, mấy bố đi đâu về Mili vậy? Chạy lộn đường rồi mấy bố ơi. Đâu? Ê chỗ. Ê chỗ chết rồi. Ê chỗ. Thảo nào chả thấy ông kia đâu. Cũng ông như ba ông kia như là mới biết chơi game. Đâu đang mày nói chuyện mẹ. Đâu rồi mấy ông không gần tiếng Việt. Anh em đâu. Cụ thể từ thôi. Đừng bắt tao phải hack speed. Anh có tất phở. Tại nhanh vậy, tại nhanh. Anh sẽ vô review, anh sẽ giết hết tất cả các bọn dân này. Chúng ta anh chơi với cái hacker. Mục tiêu với cái tiêu chí đó là nói không với hack nên anh Hiếu sẽ bị sa thải vào ngày mai do dùng hack speed cheat engine. Ngày mai anh Hiếu sẽ chính thức bị sa thải. Ngày mai anh Hiếu sẽ đem laptop ra tiệm bảo hành đúng không? Dùng vì cái tội hack speed cháy mẹ cái con ram đúng không? Em vừa bỏ anh một tuần trước đấy.